記憶は深海よ。星のない夜に海面を見てはならない。待ち合わせかしら。なら一曲踊らない？奴らか。
Chết phải là người chứ nhỉ? Ồ, hay là người chỉ thành quỷ đi. Mù giả tà vẫn luôn chờ đón. Im đi. Tâm trí của em giống như hắn ta mà thôi. Cho dù là vậy, anh không thể chịu được nổi sự ngu ngốc của em. Tanjiro, cầm kiếm lên đi. Anh ghen vô cùng. Tanjiro, nghe anh. Chúng ta là những kiếm sĩ sinh ra để bảo vệ mọi người khỏi lũ ác quỷ. Bị thương thì có làm sao? Hy sinh thì có làm sao? Đây là con đường mà chúng ta đã chọn. Em không cần phải khóc thương cho những kẻ như anh. Anh thua vì anh đã không đủ sức giết Akaza. Nhưng anh đã bảo vệ được các em. Các em chính là tương lai của sát quỷ đoàn. Trong cuộc chiến này, nhân loại chúng ta nhất định sẽ thắng. Vẫn còn những người đồng đội đang chờ em trở về. Em không được phép đã ở đây. Đứng dậy đi, Tanjiro. Tanjiro, nhiệm vụ của anh đã hết. Còn lại, giao cho các em. Cố lên, Tanjiro. Tôi là thanh niên học sinh trung học đồng danh Kudo Shinichi. Khi tôi cùng Ran về bạn từ thời thơ ấu và là bạn học cùng lớp tới công viên giải trí vui chơi, tôi đã chứng kiến vụ giao dịch đáng ngờ của một vài người đàn ông mặc bộ đồ đen. Đột nhiên, tôi bị bất tỉnh do cú đập của một gã trong bọn họ. Sau đó, hắn đã ép tôi uống một viên thuốc. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy cơ thể mình bị teo nhỏ. Nếu chúng biết Kudo Shinichi vẫn còn sống thì những người xung quanh tôi cũng gặp nguy hiểm. Theo như lời ý của bác tiến sĩ, tôi đã quyết định che giấu thân phận thật của mình. Khi Ran hỏi tên tôi đã buộc miệng nói: để thu thập thông tin về những người đàn ông trong băng đại áo đen, tôi sẽ sống với Ran và chuỗi thám tử Mori, ba của bạn ấy. Chị ta không cần phải anh quan tâm tới sức khỏe của ta. Lần này ta nhất định sử dụng nó để làm mồi dưỡng hắn. Mười muốn quyền lợi về độc nhân bóng bầu nèo. Ta bắt được đường tên khai thức thiết đã ghé cỏ. Chị không hiểu nổi ông ta đang bị cái gì mà lại để mồi nhử giữa đường như vậy. Mày không biết.
Những thông tin sắp táo bạo như vậy chỉ là những hai tổ chức cái đôi cánh bạc của mình đã xuất hiện dưới bầu trời đêm. Đại thám tử đứng yên đó, nếu cử động thì nhóc sẽ tiêu được. Đồ nhóc, tôi mày đi sợ cái thứ đồ chơi đó sao? Coi bộ khiếu hài hước của nhóc vẫn không tiến bộ chút nào hả? Mặc kệ tôi. Tình hâm mộ của tôi sẽ đừng lo lắng. Tình huống này nằm trong dự liệu của tôi rồi. Mọi người thấy rồi đó. Tôi đã có được thứ tôi muốn rồi. Giờ thì về thôi. Nhưng mà anh định thoát bằng cách nào? Bằng thuật dịch chuyển tích thời. Bây giờ chỉ cần các chị giúp tôi đếm tới 10, tôi sẽ vượt qua không gian và thời gian rồi biến mất khỏi đây. Đây chính là tấm thẻ của tên ca trục kiếp. Nhưng mà nó bay ra từ đâu vậy? Góc bên trái có dán một thiết bị là máy theo dõi. Còn mặt sau của tấm thẻ ba. Phải làm gì các chị nhắc lại với ông Hiroki xin giùm tôi. Tôi đã nhận được món quà của ông rồi. Đây cũng là thứ tôi muốn có bấy lâu nay. Nhưng tôi thấy rất buồn khi thứ tôi đang cầm là hàng giả. Vì nên tôi sẽ trả lại thứ quý phẩm này cho ông. Và tiện thể tôi sẽ rất vui lòng với ông cho tôi thêm một cái hẹn nữa vào tối ngày mai. Vì nếu chỉ tặng một chiếc cuốc cho phụ nữ thì sẽ khiến cho quấy bị tổn như thế này và cũng mất danh dự của cả tổ chức tôi. Vậy nha. Cho tôi chiếc chiếc biển hả? Không thấy gì hết trơn, lẽ ra phải đứng gần hơn mới đúng. Xong rồi, mọi thứ vẫn ổn. Bắt đầu kéo lên đi. Được rồi, giờ sẽ là tấm thẻ đầu tiên. Lâm viện số 3. Đúng là đáng tiếc. Màn trình diễn tối hôm nay có vẻ như không trọn vẹn rồi. Phần thưởng lần này là số 0. Tôi tặng cho anh nhà ảo thuật dưới ánh trăng. Sự thật đằng sau trò dịch chuyển tức thời cũng đơn giản thôi. Mọi sự sắp đặt không có gì nằm ngoài nguyên lý dòng dọc. Rồi xuất hiện của mình vừa mới dịch chuyển cho mọi người thấy năng lực siêu nhiên. Thì đám đông bên dưới sẽ không ai để ý gì tới anh hết. Tôi đã hiểu rồi. Vậy là suy luận của cậu mà tôi nghe được qua máy nghe nấy là giả. Cậu đang muốn dành cho ảo thuật gia một bất ngờ lớn. Tôi hiểu được lý do vì sao ảo thuật nào cũng xuất hiện trong bộ đồ màu trắng bắt mắt như vậy. Cả mọi người. Đúng vậy. Đổi đen thành trắng là muốn đánh lừa tất cả mọi người. Chỉ nên nhớ đột nhiên có một màu trắng xuất hiện bất tình lình giữa đêm tối như vậy thì sẽ rất quý quý đúng chứ? Vị trí ở giữa này thì sao chứ? Ở giữa sao? Ừ.
có mặt những khu vực cuối cùng để cùng tham gia cosplay duo. Và xin được phép mời cả ba đội có thể quay trở về phía khu vực sân khấu được không ạ? Philip, Dachi cũng như là Gà Nướng Lu ạ. Chúng ta sẽ giao lưu một chút trong thời gian mà chờ đợi trưởng ban tổ chức gửi kết quả vào cho tôi được không ạ? Đầu tiên thì xin được phép hỏi hai cô gái rất là dễ thương của chúng tôi hôm nay. Không biết là lý do nào khiến cho hai bạn lựa chọn hai nhân vật này trong phong cách Starry để tham gia cho phần thi ngày hôm nay ạ? Chơi game online thì ở đây là hai nhân vật của Lisa, nhất là Ashura. Ôi! Và... Vâng ạ, rất là vui phần chia sẻ vừa rồi của bạn ạ. Và đối với ba đội thi mà chúng ta đã quyết tâm đến vòng ngày hôm nay thì có một đội với một cái tên hết sức là đáng yêu, Gà Nướng Lu ạ. Không biết là lúc đặt tên nhóm thì hai bạn có đang đói bụng hay không, mà có một cái tên rất là thú vị như vậy ạ. Trong lúc đó bọn em bàn tên và tên đội thì bọn em cũng có một mồm đó là thèm gà rán quá. Nó cũng đang thèm gà rán ấy. Thế bọn em đặt xong rồi con bé này nó đi qua một hàng gà rán luôn. Xong rồi quyết định tên là Gà Nướng Lu luôn. Tôi mình thèm gà rán nhưng mà mình đặt tên là Gà Nướng Lu. Vậy thì nếu như hôm nay các bạn giành được giải quán quân thì các bạn có dự định là mỗi người một con gà nướng lu không ạ? Mỗi một con gà cho hơi nhiều ạ. Cảm ơn bọn em hai bạn em chia một nửa, còn anh trợ diễn của bọn em một con ạ. Đây, cảm ơn. Vâng ạ, có vẻ là với vai diễn này thì phải một con gà nướng lu mới đủ lấp đầy chỗ trống nơi bụng anh ấy đúng không ạ? Vâng, ở phía bên này thì chúng ta đang có một bộ đôi hết sức là dễ thương, Conan cùng với Kato Kid. Không biết là hai bạn có thể chia sẻ như thế nào về cái hành trình mà mình xây dựng kịch bản, bởi vì là rõ ràng là giữa Conan và Kid thì có rất nhiều những cái phân cảnh đấu trí với nhau, thì tại sao lại là cái phân đoạn khi mà chúng ta sử dụng một cái vòng lục bảo ạ? Thì tôi biết là tụi mình cả hai đứa đều là fan của Conan lâu lắm, và bọn mình cũng rất là thích hai nhân vật Kato Kid của Conan. Trong các tập thì hai đứa đã bàn nhau và quyết định lựa chọn cái vòng dịch chuyển tức thời, vì là cả hai đứa đều thích nhất. Vâng, dịch chuyển tích thời thì cũng là một trong những cái gọi là những cái tập truyện rất là hay trong những cuộc đấu trí giữa Conan và Kato Kid. Không biết là gần đây các bạn có biết là có một cái hình rất là mới không ạ? Vâng, từ OTP của rất nhiều người chúng tôi thành anh em họ. Không biết là có ai, mọi người có biết là mùa hè, thông thường vào mùa hè thì sẽ có movie của Conan không ạ? Và movie sắp tới của Conan cũng sắp sửa ra mắt rồi đấy. Hiện nay thì Chức Tổng đã có nhắn tin kết quả của cuộc thi ra cho Yuko. Ở cuộc thi này của chúng mình thì trong ba đội chơi, đầu tiên thì mình sẽ xin được phép gửi một phần quà nho nhỏ vui miệng đến cho tất cả các bạn chúng ta đã tham gia tại vòng chung kết của cuộc thi Cosplay Duo ngày hôm nay tại sự kiện Giao Hội 12 kết hợp cùng Sabico, cùng Emo Long Biên ạ. Rất xin lỗi ạ. Vâng ạ, và giải nhì của cuộc thi ngày hôm nay đã thuộc về một đội với một màn trình diễn tràn đầy cảm xúc. Cùng với đó, đấy là những cái kỷ niệm hết sức là đẹp đẽ đối với tất cả các bạn khán giả khi chúng ta nhớ đến Kim Anh trên đời ai ba. Và xin được chúc mừng Gà Nướng Lu đã giành được giải Á quân cuộc thi ngày hôm nay. Và xin mời chị Ánh Ngọc, đại diện của ban tổ chức, sẽ lên sân khấu để trao giải Á quân cho Gà Nướng Lu ạ. Một tràng pháo tay để cùng cổ vũ cho Gà Nướng Lu được không ạ? Một màn trình diễn vô cùng là hấp dẫn đúng không ạ? Và ngay sau bây giờ, giải quán quân của cuộc thi Cosplay Duo diễn ra tại sự kiện Japan Way mùa 12 kết hợp cùng Yoma Long Biên. Vâng ạ, đối với giải nhất thì hai cosplayer sẽ trở thành khách mời VIP tại sự kiện Japan Way mùa 13 tới đây đấy ạ. Xin được phép chúc mừng các chị Tiên đã giành được giải quán quân của thi Cosplay Duo ngày hôm nay, và xin được mời chị Ngọc Ánh. Chị Ánh Ngọc ạ, Tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi ngày hôm nay, và xin mời các bạn chúng ta có thể di chuyển xuống phía bên dưới sân khấu vậy ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.